ở cái level cao cao á, cho nên là chuyện bỏ ra 100 mấy, 200 triệu, 300 triệu mua một con bé á, thật sự nó cũng không có gì gọi là ghê gớm cả. Ví dụ cho bạn một cái chậu nhỏ xíu vậy thôi, 6 triệu 3. Khi cái tác phẩm đó mà nghệ nhân mà đã qua đời, yeah, thì cái giá trị chậu nó lại thay đổi nữa. Những cái hoa văn này là khắc thủ công, và cái chậu này cũng đắp bằng thủ công luôn ha. Đúng rồi, 15 triệu, 14 triệu mấy á. Ok, mời các bạn vô đây nha. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, hôm nay mình đi tham quan một cái vườn bonsai của một người anh, là anh Trung Hồng Môn ha. Anh là bên hội Lá Kim. Thì trong đây có rất là nhiều bonsai đẹp, cũng như là anh cũng là một nhà sưu tập, cũng như là có kinh doanh về cái chậu xuất xứ từ Nhật Bản, nhập khẩu từ Nhật Bản luôn, rất là đẹp luôn. Thì bây giờ mình sẽ vô đây. Hả? Thích đất đi hả? Anh thích đất cá nuôi hả? Chơi em luôn, giết em luôn. Qua đây. Sẵn anh cũng đang đau lưng quá, anh thích đất luôn. Bữa tập thể dục kéo căng cơ mà kéo hơi lố, nó nhức cái xương sống. Nay em đỡ đỡ rồi. Thích đất vô nói chuyện cho máu. Coi như là từ từ nghỉ Tết tới giờ. Rồi tôi hít đất xong rồi mà giờ nãy này bị chậm quá, giờ này vẫn còn đang hít đất. Hello anh em An Giang nha. Hello Tấn Phát nha. Hello Đức Trần. Hello Hoàng Thái nha. Ok mọi người, nhiều camera quá vậy không biết nhìn cái nào luôn. Ok. Xin giới thiệu với các bạn, đây là anh Trung Hồng Môn ha, chủ vườn ở đây. Đó. Thì hôm nay anh Trung sẽ giới thiệu mình tìm hiểu về cái bộ sưu tập bonsai, chậu bonsai của ảnh. Tất cả những chậu này đều nhập khẩu từ bên Nhật về hết anh. Dạ. Có rất là nhiều size, có những cái chút siêu mini luôn. Trời ơi cái này như cái nút áo vậy các bạn. Ồ, mấy cái này để trồng những cái cây nào anh? Dạ. Những cây này khi mình chăm sẽ rất cực. Dạ, rất cực luôn á. Mỗi ngày đến nhất phải tưới 2 lần. Dạ. Thì khi còn nắng tới trưa là sẽ bị khô. Dạ. Thì những người mà tỉ mỉ thì có thể làm được những cái như đó. Dạ. Nếu mà em đi làm khó lòng mà chơi được. Dạ đúng rồi. Cái này em nghĩ mấy cái này chắc phải ngâm á. Thường thường mấy cái này ta ngâm. Ngâm trong khay nước. Dạ đúng rồi. Hút lên từ từ chứ mình xịt cho vào nước hết à. Dạ. Dạ. Ê anh đi còn cái mic ra gắn cho anh Trung chưa? Test chưa? Em nhờ anh Trung đi giới thiệu với em giùm em cho mọi người biết sơ lược về cái chậu của Nhật, những cái tiêu chí cũng như là cái chất lượng nó như thế nào mà nó. Thì nói về chậu thì ở Nhật nó có một cái làng gốm gọi là Tokoname. Thì cái làng gốm này nó rất nổi tiếng từ xưa giờ. Thì ở làng Tokoname nó sẽ có rất nhiều cái lò, những yeah, cái nghệ nhân sản xuất chậu. Yeah. Thì trong đó có một số chậu rất nổi tiếng như là dòng chậu Bigi, dòng chậu Taniganjan, dòng chậu Hokkaido. Yeah. Là những cái dòng chậu thương hiệu lâu đời. Yeah. Rồi bên cạnh đó cũng có rất nhiều cái dòng chậu mà nó không phổ biến trên thị trường thì yeah, nhưng mà họ cũng những cái sản phẩm rất độc đáo. Yeah. Thì trong đây như là có một số mẫu ở đây mình trưng bày ở đây và trên kia thì nó dòng chậu thì nó sẽ phân ra hai loại, một là dòng gốm. Yeah. Hai là chậu men vẽ. Yeah. Dòng chậu men thì thường sẽ sử dụng cho những dòng cây mà nó có hoa, có trái. Yeah. Hoặc là chơi lá. Yeah. Chơi lá nhưng mà có màu sắc á, thì người ta sử dụng những cái dòng chậu men. Yeah. Còn những dòng chậu gốm thì hầu hết là đa phần họ ưu tiên sử dụng cho những cái dòng cây lá kim. Ở Nhật thì nó phổ biến về cây lá kim nhiều. Yeah. Rồi còn những cái dòng cây mà không có hoa, không có trái thì nó đa số thì sử dụng dòng chậu gốm. Yeah. Thì những cái dòng chậu này gọi là dòng chậu gốm. Yeah. Dòng chậu gốm, dòng này là dòng chậu sứ men men Sigamet.
Thì những cái này là những họa tiết này họ vẽ tay thủ công hết. Này giống giống mà mình câu phim này gọi là tranh sơn thủy, tranh đúng thủy mặc đồ đúng không anh? Yeah. Thì họ sử dụng cọ, họ ngồi họ vẽ, vẽ xong họ nung. Dạ. Yeah. Còn dòng chậu gốm thì nó cũng có hai cái, một là làm công nghiệp là họ sẽ làm khuôn. Yeah. Khuôn ép ra. Còn cái nữa là hàng thủ công. Yeah. Họ tạo hình những cái miếng đất xong họ đắp lại. Rồi thêm một cái loại nữa là họ từ một cái cục đất vuông họ khoét, họ dùng cái dụng cụ khoét tạo hình ra thành một cái chậu. À. À. Hay quá. Thì cái những cái nào nó càng công phu thì nó nói về ở Nhật thì những cái dòng mà làm thủ công thì nó giá trị nó sẽ rất cao. Dạ. Tại vì cái nhân công ở Nhật thì tương đối cao so với ở các nước khác. Cho nên cái giá thành chậu và chất lượng chậu của Nhật khi ra thị trường thì giá nó cũng khá cao so với dòng chậu khác. Cho nên nhiều khi anh em sẽ khi nghe một cái giá một cái chậu của Nhật thì đôi khi anh em không biết thì sẽ rất bất ngờ. Dạ. Nhưng mà nếu mà người chơi thì người chơi đã quen rồi thì cái chuyện đó là rất bình thường. Dạ. Không, cái điều này rất là dễ hiểu. Ừ. Nếu mà người ta không hiểu á. Nhưng... nếu người ta không hiểu các bạn là rất là nhiều người sẽ nói là gọi là gì ảo giá. Dạ. Hoặc là ngáo giá. Dạ, hoặc là rồi. Nổ hay gì tùm lum tà la đó. Dạ, là những rồi. Cái ý kiến trái chiều. Nhưng mà nếu mà các bạn có đủ kiến thức trong một cái bộ môn nào đó thì các bạn thấy cái điều này nó rất là bình thường luôn. Thật sự mà nói, giống như mình nói là mình mấy chục năm chơi bét, chơi nhiều loại bét rồi và chơi ở cái level cao cao á, cho nên là chuyện bỏ ra 100 mấy, 200 triệu, 300 triệu mua một con bét á, thật sự nó cũng không có gì gọi là ghê gớm cả. Nó cũng rất là bình thường thôi, nhưng mà những người không chơi thì người ta nói bị điên. Ví dụ mình ví dụ cho các bạn một cái chậu nhỏ xíu vậy thôi, 6.3 triệu. À. Thấy không? Giá là niêm yết rõ ràng. Chứ không phải là gặp ai rồi mình này nọ thứ. À. Rồi, thì nó ở dòng chậu á thì nó còn thêm một cái nữa là chậu nó là một tác phẩm. Thì khi cái tác phẩm đó mà nghệ nhân mà đã qua đời. Dạ. Thì cái giá trị chậu nó lại thay đổi nữa. Ồ, đúng tại rồi. Vì khi đó cái số lượng chậu nó bị giới hạn đi. Dạ. Cho nên giá trị của cái chậu và giá trị của niên đại, giá trị của nghệ nhân nó tăng lên. Dạ. Như các bạn thấy hồi xưa Picasso nó khi ông vẽ thì không ai mua, nhưng mà ông mất thì ai cũng săn lùng. Dạ, đó. À, vậy. Ở chậu nó cũng vậy. Ở đây như chẳng hạn như dòng chậu này của ông Kimura Nakamura. Dạ. Ông Yoko Nakamura thì dòng chậu này thì hiện tại mình cũng sưu tầm được khoảng độ 100 cái. Thì dạ. Ông nghệ nhân này hiện tại ông đã mất. Ông có mất cách đây nhiều năm rồi. Thì cái dòng chậu này là coi như là nó đã hết, nó không còn nữa. Dạ. Thì giờ chỉ có chăng là những dòng chậu là mình sưu tầm giữ sưu tầm cái cũ thôi. À. Thì như các bạn biết á, là cái bộ môn chậu này là nó mang tính chất chơi vừa chơi vừa sưu tầm và nó có thể bền vững mãi với thời gian ha. Đúng không anh? Nó này coi như là làm rớt bể. Làm rớt bể thôi chứ còn không thì nó bền vững mãi với thời gian, cho nên là cái tính chất về mặt sưu tầm kỷ niệm của nó rất là cao luôn. Và như anh Trung vừa chia sẻ, ví dụ một nghệ nhân nổi tiếng người ta làm ra cái chậu này và theo thời gian thì người ta không còn trên đời này nữa, thì có nghĩa là sẽ cái giới hạn cái sản phẩm nó đã giới hạn rồi, nó không còn ra cái mới nữa rồi, thì nó sẽ tăng giá trị lên nữa ha anh em ha. Hello anh em nha, hello Lộc Minh, hello Lê Duy Tân nha, hello anh em nha. Đây là những dòng dậu mình đa số mình thích thì mình giao lên đây. À, lên kệ cao đây. Dạ. Trên cái kệ này nó có tầm khoảng 5 thương hiệu. Dạ. Thì thương hiệu hiện tại mình đang làm việc với cái ở Nhật á, là thương hiệu Suzuki. Dạ. Cái dòng chậu này là chuyên về dòng chậu vẽ tay, dòng chậu vẽ tay thủ công này của nghệ nhân Suzuki, của lò Suzuki. Thì lò Suzuki hiện tại nó có 3 cái đời. Thì cái đời đầu là Ishida Suzuki, đời thứ hai là Yuki Suzuki, đời thứ ba là người con trai. Hiện tại là trong tầm ngày 25 tháng 2 này mình có mời ông qua đây. Dạ. Để giới thiệu và quảng bá cái dòng chậu này và cũng như chia sẻ với anh em về cái chậu của làng gốm Tokunami. Đẹp quá. Thì mình sẽ tổ chức tại Việt Nam là ở thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 25 tháng 2 tới. Cái chậu mà các bạn đang nhìn đó thì nhìn nó rất là đơn giản ha, cũng không quá cầu kỳ đâu, rất là thanh tao, rất là sang luôn. À, như này hoặc là cái này mình nhìn mình thích ghê luôn, nhìn cái màu nó ngà ngà nó à, nó cổ điển nó cổ, nhìn, cổ. À, nó cổ điển mà nó sang là sang luôn, nhìn thích dễ sợ.
Thì trên cái kệ này nó sẽ có nhiều thương hiệu. Ở đây mình ưu tiên cái dòng dầu Yuki Suzuki là cái của lò Suzuki đây. Còn ở dưới này là cái hàng dầu dưới là của lò Bigi. Còn cái lò trên đây, hai hàng này là của Hokkaido. Còn cái này là của Tijan, lò Tijan. Nó cũng là hàng vẽ tay. Ở trong đây cũng có xen lẫn một vài mẫu chậu của cái lò Toshui. Đây là những dòng dầu của lò Toshui. Nó cũng là chậu vẽ tay thủ công. Quá đẹp. Anh, điều gì đã tạo nên thương hiệu của chậu Nhật anh? Điều gì để tạo nên thương hiệu? Thứ nhất là chậu Nhật, tại sao mà nó có cái thương hiệu mà nó đứng vững đến bây giờ? Tại vì nếu mà so về cái dòng gốm chậu thì cơ bản có thể nói là Nhật có thể đi sau Trung Quốc. Nhưng người Nhật họ luôn cái cầu tiến, cầu thị họ cao lắm. Cho nên cái những họ luôn luôn tạo ra những cái mới trên thị trường. Họ tạo ra những cái phong cách, những cái hình thái, những cái mẫu, những cái sản phẩm là hoàn toàn mới. Nó không có sự trùng lập. Thị trường Nhật thì tất cả các lò khi họ làm việc, họ không có sự nhái, sao chép lại của các lò khác. Cái đó là cái văn hóa của người Nhật. Cho nên chính vì vậy những cái điều đó làm cho cái thương hiệu của chậu Nhật nó đi lên. Họ khẳng định được cái riêng của mỗi cái thương chất hiệu. Xám đó của mỗi thương hiệu, của mỗi nghệ mà nhân. Ở Nhật họ tôn trọng cái là không bao giờ họ sao chép hay nhái lại những cái sản phẩm của người khác. Cái đó là cái tiêu chí đầu tiên của các nghệ nhân của Nhật. Cái chất lượng của cái đất nung này nè, nó có sự khác biệt không anh? Nó có sự khác biệt so với lại những cái quốc gia khác không? Tại vì ở Nhật về cái cốt đất, đôi khi nếu mình nói về cái độ mịn hay là cái gì đó, thì ở mỗi vùng, như chẳng hạn ở Trung Quốc thì họ có cái khoáng tử sa thì nó tương đối là khá chất lượng. Còn ở Nhật thì những cái khoáng của Nhật thì nó tương đối cũng không kém gì của tử sa Trung Quốc. Về cái vấn đề khoáng là một phần, nhưng mà nó còn thêm một cái vấn đề về nung, nhiệt độ nung như thế nào nữa. Và kỹ thuật nung, kỹ thuật lò, tất cả các thứ. Xưa mình cũng làm bên ngành gạch, nên mình cũng nắm một ít cái kỹ thuật về cái độ nung. Tại vì ở nhiệt độ, nếu mà nhiệt độ nung nó quá thấp thì nó sẽ dễ làm đi những cái khu vực lạnh, thì nó sẽ dễ nứt. Khi thay đổi nhiệt độ sẽ nứt. Thì cái đó ở Nhật họ nung ở nhiệt độ mà vượt qua được cái ngưỡng mà để nó thay đổi nhiệt độ nó không ảnh hưởng. Thì nhiệt độ của Nhật theo mình biết thì nó nung từ 1200 đến 1300 độ. Thì có những cái chậu như ở đây thì hầu hết là những cái mẫu này là đa số là nung trên 1200. Còn như những cái mẫu này bạn có thể quay qua đây, là những cái mẫu chậu này nung ở nhiệt độ đúng 1300 độ. Thì nó có những cái hình thái rất lạ và cái nhiệt độ rất cao. Ủa cái nhiệt độ cao thì nó... Về nhiệt độ cao nó sẽ làm cái chậu mình đanh lại và cái độ co rút nó không... Nó giảm đi. Độ co rút nó giảm đi, nó cái độ nó làm cho cái hình thái của cái chậu đôi khi nó hơi méo chút xíu nhưng mà rất là tự nhiên đúng không? Đúng rồi. Hay quá. Này mình mới biết vụ này luôn. Thường là những dòng đó là người ta làm dành nhiệt độ cao, người ta hay làm những hàng handmade làm tay. Những cái chậu đó là nặng tay. Những cái hàng này là anh nói chung là mình kết nối với những cái lò ở bên Nhật. Tại vì chẳng hạn như mình làm việc với Nhật thì mình đặt hỏi với số lượng. Thông thường như ở đây có nhiều hãng. Ở đây như cái hãng này của Wunjan, của một cái lò. Khi mình đặt nó số lượng về thì mình sẽ có giá ưu đãi. Thì về đây thì cái giá nó sẽ rẻ hơn so với cái nếu mình lấy đi mua hàng lẻ ở Nhật nhập về. Chính vì vậy nên mình có thể nói là cái giá mình có thể tốt hơn bên kia nếu mình mua lẻ. Anh lấy sỉ về xong anh bán lẻ lại cho người chơi. Mình bán lẻ và có phân phối sỉ cho vài anh em ở thành phố và các tỉnh luôn. Thì anh em lấy sỉ về thì bán giá lẻ thôi. Rất là đẹp. Cái đó của cái lò Suzuki, cái dòng chậu phổ thông thôi. Nhẹ nè. Đúng rồi. Nó nhiệt độ nung trên 1200, nó rất chắc. Thì những cái đó nó mỏng nhẹ.
Cái này là dòng chậu gỗ thông thì giá nó tương đối mềm, những cái này thì giá cũng tương đối rẻ. Dạ. Nhưng mà nhìn nó cũng tự nhiên đẹp quá. Đơn giản thế thôi. Em thấy người chơi bonsai người ta thích vô chậu đất nung hơn. Đúng rồi, yeah. Nó đất nung thứ nhất nó mát. Dạ. Nó mát cây. Ở mình thì sử dụng cái chậu đất nung, cái chậu của Nhật làm thì nó làm mát cái hệ rễ. Dạ. Nó thoáng được các khí của cây, nó lưu thông khí qua rễ, bộ rễ nó sẽ tốt hơn. Dạ. Anh sẵn anh có cái kinh nghiệm và cái kiến thức về cái này, anh giải thích cho mọi người biết là hai cái tác dụng khác nhau giữa cái chậu đất nung và cái chậu men nó sẽ ở chỗ nào? Về chậu đất nung á, thì nói về môi trường nhiệt độ đi, thì khi trồng cây, yeah, thứ nhất chậu đất nung nó có những cái lỗ khí, thì mà chậu men không cũng có, nhưng mà nó sẽ bị hạn chế bởi cái lớp men. Lớp men ngoài là lớp, thực ra nó là lớp thủy tinh, yeah, thì nó đã phủ kín cái bề mặt, thì những cái lỗ khí nó sẽ bị bít đi. Thì cho nên người ta thường là chỉ sử dụng cho những cái loại cây nào nó phù hợp, nó không cần quá nhiều oxy qua rễ hay là này kia thì nó sẽ sử dụng. Yeah. Còn những dòng cây lắc kim thì đa số họ sử dụng chậu gốm, lý do là cây lắc kim nó cần có sự lưu thông khí qua cái chất trồng. Yeah. Thì cái thoát khí của cái chậu gốm nó luôn luôn là tốt hơn cái dòng chậu men. Yeah. Đây để mình giải thích cho mọi người hiểu ha. Có men có nghĩa là bên ngoài này nó có chán một cái lớp men, thì giống như anh Trung vừa giải thích nó gần như là thủy tinh. Thủy tinh. Nó thì nó là bít luôn những cái lỗ khí trên cái đất. Đó, còn cái này á là ví dụ như đây là đất nung đây. Đó, thì thật ra nước nó có ở đây nó những cái lỗ khí nó nhỏ. Những cái lỗ khí nó nhỏ đây nè. Nó đưa không khí vô đây và nó mát hơn. Nó làm mát hơn cái chậu hơn, nuôi nó sẽ ok, nó tốt hơn. Đó là sự khác biệt. Thì ngay từ đầu clip là anh Trung cũng đã giới thiệu với mọi người là cái loại cây nào nên sử dụng chậu men và cái loại cây nào thì nên sử dụng đất nung. Thì đối với chậu men á, thường ta sử dụng những cây mà có trái, có hoa và có lá, chơi lá nhiều màu thì sắc. Đa số chậu men là nó màu sáng. Vâng. Thì trên chậu men thì họ có thể vẽ những họa tiết, hoa văn này kia, những cái phong cảnh vân vân, thì nó có nhiều màu. Vâng. Thì với những cái màu sắc như vậy thì nó sẽ phù hợp với dòng cây có hoa, có màu sắc sặc sỡ hoặc lá có màu sáng đẹp. Yeah. Rồi sử dụng những cái dòng chậu men như vậy. Yeah. Còn dòng cây lắc kim thì đa số là nó đơn sắc, thì nó tôn lên cái cây hơn, tại vì nó sẽ không có làm cho mất tập trung vào cái cây. Nhiều khi cái chậu nó nổi bật quá nó làm luốt cái cây đi. Còn cái chậu kia nó tôn cái cây lên. Hello cậu Ba Báo nha, hello anh Thanh Niên nha, hello Lộc Minh nha. Hello anh em, hôm nay mình đi review chậu cho anh em coi. Nhìn bên nào nhìn bên này đúng, hôm nay mình đi review chậu cho anh em coi. Anh em nào mà có đam mê, có nhu cầu thì có thể tìm hiểu thêm ha. Anh sẵn anh chia sẻ với mọi người cái kinh nghiệm chọn chậu để thay giúp em với. Ví dụ như vậy muốn thay một cái chậu mới, coi kích thước rồi hình dáng đâu. Thực ra cái việc chọn chậu cho cây nó cũng còn nó rộng lắm. Yeah. Nếu mà nói về cái việc chọn chậu cho cây sao cho phù hợp thì cơ bản thì phải có cái cây. Yeah. Cơ bản mình phải có cái cây, rồi lúc đó mình sẽ tìm cái chậu nào phù hợp. Chẳng hạn như một cái cây như nãy mình có nói sơ về cái chọn đơn giản nhất, thì cái dòng cây nào mà có hoa có trái, màu lá sắc sặc sỡ thì nên mới chọn những cái chậu men có màu vẽ. Yeah. Thì những cái hoa trái đó làm cái gì, làm nó sẽ nổi bật hơn cái chậu. Tại vì khi mình chơi một cái cây vô một cái chậu thì cái mình muốn đưa cho người ta thấy là cái cây chứ không phải là đưa cho người ta thấy cái chậu. Yeah. Thì khi một cái người xem nhìn vào một cái tác phẩm của mình thì họ sẽ đập vào mắt, họ là sẽ nhìn vào cái cây phía trên. Yeah. Rồi mới đến chậu, chứ không thể nào làm vô chậu mà nhìn vô là họ sẽ nhìn vô cái chậu mà không nhìn cái cây. Yeah. Đó là cái thất bại của người chơi cây. Yeah. Hình như là nhìn vô anh em mà chơi cây á, mà mỗi lần đổi chậu hay nói là thay quần. Đúng rồi, thay quần. Thay quần cho nó, bằng cái quần mới. Cho nó hợp. Vô nhìn vô thấy cái quần không? Thấy quần nổi quá thì nó sẽ nhìn quần thôi. Dạ. Không nhìn cái người chủ. Dạ. Cái độ nông sâu này nó cũng tùy thuộc vô cái đế cây ha. Nông sâu hay không á, là nó tùy thuộc vào dòng loại cây mà mình trồng nữa. Dạ. Ví dụ những cái dòng cây như mà có cái bồ đế mà dễ nuôi
nuôi tương đối dễ, hay là có bộ đế rộng bè thì sử dụng những cái chậu nông, sử dụng chậu nông mà rộng thì nó sẽ tôn được cái bộ đế cái cây lên. Nếu mà cái bộ đế mình đẹp mà đưa vô cái chậu quá sâu đi thì cái chậu nó cũng sẽ nuốt cái cây. Dạ đúng rồi. Nhìn nó mất cân đối anh ha. Nó phải có tỷ lệ theo có tỷ lệ vàng. Ok các bạn, mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái mẫu chậu rất là đơn giản, nhỏ xíu như thế này. Thì mình đoán nó cỡ 10 cm. Yoshi gỗ lò này, chậu khắc thủ công của ông Yoshi Kawada, là của nghệ nhân nổi tiếng của Nhật. Ông này là chuyên khắc điêu khắc những cái mẫu chậu rất đẹp. Em quay trực tiếp vô cái này là khắc thủ công nè, những cái hoa văn này là khắc thủ công nè, và cái chậu này cũng đắp bằng thủ công luôn ha. Đúng rồi, họ khắc móc thủ công hết, họ đều làm thủ công như cái chậu này. Anh em có thể lên mạng và tìm hiểu cái cách mà người ta làm thủ công cái chậu này ha, coi cuốn lắm luôn á. Tay chân rất là khéo léo và nhanh nhẹn, rất là đẹp. Và mọi người có thể đoán cái giá tiền của cái chậu này là bao nhiêu tiền hay không? 15 triệu, 14 triệu mấy á. Đồ chơi nó lắm công phu lắm nha anh em. Nếu mà mình có đủ cái trải nghiệm cũng như cái kiến thức á, cái hiểu biết về một cái bộ môn nào đó mà nó đủ sâu á, thì chúng ta thấy mấy chuyện này nó cũng bình thường thôi chứ nó không có gì cả. Nó mình đoán 10 nhưng mà thật ra cái chậu này nó kích thước là 8cm và 6cm ha. Đơn giản vậy thôi, 15 củ. Bằng nửa con Eagle. Nửa con Eagle. Phê. Hello anh em nha. Đây là những bộ siêu mini, ta bán theo bộ vậy luôn ha. Đúng rồi. Xíu siêu luôn. Chậu thì nó chia làm mấy size anh? Em thấy có trước mắt là có tiểu, trung, đại. Thường là ở Nhật thì nó sẽ phân ra như là mami. Mami là những dòng chậu nhỏ. Dạ. Thì Shuhin là cái cỡ lớn hơn, là cái cỡ tương đối là nó tầm khoảng 10 mấy cm trở lên á. Dạ. Thì dòng Shuhin còn dưới đâu 12 cm, mình không nhớ rõ là 12 cm trở xuống á, là dòng mami. Dạ. Những dòng siêu nhỏ. Rồi có những cái dòng siêu mini là nó cũng, khi ở nước ngoài á, nó cũng phân ra cái hàng mami, còn ở Việt Nam mình á, là phân ra là siêu mini, siêu mini. Là tới mini. Dạ. Yeah. Việt Nam mình thì thêm là chữ siêu mini trong. Siêu mini. Nhỏ xíu luôn. Nè, nãy ngay đầu clip mình có giới thiệu mấy bạn cái nhỏ xíu luôn á. Còn mấy cái chậu này là nó kêu dạng dĩa ha. Khay. Khay. Thường là sử dụng trồng cụm gừng nữa, tạo yeah. những cái cụm gừng mini nằm trên nó. Dạ. Yeah. Thì nó rất mỏng. Nó chỉ lọt chỉ 1.2-1.4 cm chiều sâu, chiều này chỉ 2 cm khu bì. Những cái chậu mẫu chậu này khá mỏng. Thường những mẫu chậu này thì nó có cái tiểu sử. Oh. Đây là có cái tiểu sử của cái lò đó, nó sản xuất ra là cái giấy chứng nhận của lò. Có mộc vàng luôn nè. Thường những cái chậu này là những cái chậu mà xịn là ở dưới người ta đều có đóng những cái mộc của cha của xưởng người ta hết. Hầu hết 95% ở Nhật khi họ sản xuất chậu họ đều đóng dấu riêng của họ. Yeah. Đây là con dấu riêng mà mỗi con dấu nó sẽ thể hiện vào cái đời của người nghệ nhân đó làm. Yeah. Thì khi thay đổi trong một cái dòng gia đình đó làm chậu thì khi chuyển qua đời con hay sử dụng, họ sẽ sử dụng một con dấu khác. Chính vì vậy mà trên một cái lò đôi khi nó sẽ có rất nhiều con dấu. Yeah. Rồi có những cái con dấu bên cạnh đó có những chữ Nhật là nó họ là sẽ là kỷ niệm một cái dịp gì đó. Yeah. Họ sản xuất ra cái mẫu chậu đó. Nhưng mình nói cụ thể cái lò bị ghi đi. Thì đây là những cái con dấu của một cái lò đó. Thì đây, trên đây là những cái dòng chậu mà thấy những con dấu này là của lò bị ghi. Yeah. Thì trên này nó sẽ có nhiều cái dấu, nhiều con dấu khác nhau. Yeah. Thì hiện tại con dấu này là con dấu cuối cùng của lò bị ghi đang sử dụng, là con dấu này. Yeah. Trước đây là con dấu này. Yeah. Của cha ông họ. Đúng rồi, đúng yeah. rồi. Họ sẽ đi về trước, đây là con dấu lâu đời của nó. Yeah. Đây là những con dấu lâu đời của bị ghi. Yeah. Còn đây là hàng này là hiện tại. Yeah.
Đây là một cái giống như là họ làm cho riêng lò của họ nè. Giống như cái kỷ niệm chương rồi ha. Ở trên đó họ thể hiện những con dấu của lò của họ. Dạ. Cái kích thước mà lớn nhất của cái chậu đất nung á mà người ta có thể sản xuất là khoảng kích thước bao nhiêu anh? Tại vì theo em biết nếu mà bự quá nó bị quằn, gãy. Ở Nhật kích thước lớn nhất họ làm theo cái tiêu chuẩn cây của Nhật. Dạ. Thì cây của Nhật họ không có làm giống như cây của Việt Nam mình là size đại, có size đại, họ chỉ là cái size lớn nhất của họ sử dụng chậu là chỉ 80. Sản xuất của họ là chỉ 80 size. 80 thôi. À, là chiều dài 80 đó. Dạ. Yeah. Là quy cách lớn nhất của Nhật. Dạ. Yeah. Mà một cái chậu của Nhật nếu mà về size 80 nó sẽ cái giá cả nó tùy thuộc vào cái nghệ nhân sản xuất ra cái chậu đó nữa. Dạ. Yeah. Chậu 80 nó sẽ có giá từ khoảng tầm 2.000 cho đến 4.000 đô một cái. Dạ. Yeah. Đó là tùy của nghệ nhân. Còn có những cái chậu mà lục giác hay là tứ giác đồ đó, những cái chậu sâu đó, thì giá nó cũng rất cao. Mà nó cũng tùy thuộc vào cái lò nào làm. Có những cái lò thì họ nổi tiếng thì giá trị cái chậu nó cao hơn. Những cái lò không nổi tiếng bằng. Yeah. Như vậy thôi. Với lại cái quá trình làm chậu của bên Nhật á, anh có cho em biết là một vài cái điểm gọi là khác biệt cốt yếu so với lại cái cách làm chậu của Việt Nam anh. Và cái điểm đặc biệt mà điểm mạnh của Nhật á. Thực sự anh nói thẳng là anh cũng không có làm chậu nên anh không có biết cái những cái chuyện đó là phía sau hậu trường nè. À, họ cũng đấu xô cho mình thấy đâu. Nhưng là cái đó là giống như bí quyết hay là riêng của họ thì họ sẽ giữ lại những cái đó. Nên mình cũng không có thể nào mà mình biết, mình cũng không thể nói được, hoặc là mình thực sự mình nói thẳng là mình không biết luôn. Những cái đó là giống như kinh nghiệm của họ chỉ truyền đời này qua đời khác của trong gia đình họ thôi. Dạ. Có những cái nó rất là khó nha các bạn, tại vì mình cũng hiểu sơ sơ, sẵn đây mình chia sẻ thử coi, nếu mà không đúng là có gì anh Trung anh chỉ lại cho mình. Nghĩa là mình làm cái chậu mà dày quá đó, dày thì nó khó bể, khó hoành lúc mà nung á các bạn. Nhưng mà nó sẽ bị thô. Cho nên là mình phải làm mỏng. Mỏng thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là dễ bị cong dẹo, quằn, nứt, gãy đâu này nọ đó. Cho nên là cái khó là chúng ta phải cân bằng giữa cái độ dày mỏng và cái nhiệt đó. Mà cái nhiệt ít quá thì cái chậu nó dễ bể. Cái nhiệt già quá thì cái chậu nó lại màu nó xấu và nó giòn à, đó. Cho nên là tất cả mọi cái nó đều phải cân bằng. Cân bằng để nó ra sản phẩm đẹp. Cho nên là thấy vậy chứ không phải là dễ à. Như vậy ai cũng làm. Rồi cái cơ duyên nào mà anh đam mê chậu Nhật và anh quyết định là anh sẽ đi xa với nó vậy anh? Thực ra trước đây, cách đây khoảng 10 năm trước á, mình cũng có chơi cây nhiều. Rồi khi đó thì mình vô tình mình nhận được vài cái cây từ Nhật về. Thì lúc đó mình tình cờ mình thấy những có sao có những cái chậu của Nhật nó đẹp quá. Thì mới bắt đầu từ đó là lần mò kiếm tìm mối quan hệ ở Nhật, rồi mình sưu tầm về số mình chơi. Có những cái chậu hiện tại mình nói ở đây mình đã sở hữu nó khoảng trên 10 năm rồi. À, đến bây giờ mình những mẫu này mà gần như là mình không bán bất kỳ giá nào. Những cái mẫu này của Biggie thôi, mình đã hai cái mẫu này, đôi khi mình có thể nói cái mẫu này ở trên thị trường sẽ khó gặp, hầu như là rất hiếm gặp. Là mình đã có từ đầu nè, là thời đó ngay khoảng tầm 9 năm trước mình vô tình có được cái chậu này. Thì sau này mình mới đi tìm mà không có, thì từ đó mình mới bắt đầu lân la qua nhiều mẫu, nhiều hãng khác. Và ghét sưu tầm ghét cả đống. Bị dính mấy hôm này là dính, bị lúng sâu đó các bạn. Hello Phước Lâm nha, hello anh em. Có ok anh em. À, anh ở trong quá trình mà anh nhập này về nè, có tại vì nó rất là dễ bể. Đúng rồi. Em tại thấy có mấy lần mỗi lần mình về số lượng không nhiều. Dạ. Thì mình đa số mình đi hàng nghe, mình gửi máy bay á, hoặc là hàng xách tay anh em xách về giùm. Dạ. Cứ xách lần mò thì về ghiết nó 10 năm thì nó cũng nhiêu đây. Dạ, có mấy lần em thấy anh ship cho khách á, mặc dù đóng rất là kỹ nhưng mà bên vận chuyển Việt Nam mình thì nó cũng hơi cẩu thả. Thì dẫn đến tình trạng là bể ha, cũng tiếc dữ lắm. Thì bể là nó cũng một phần là mình đóng nó chưa đạt. Dạ. Thì cái việc đóng gói thì
nó ở Việt Nam mình đóng gói nó sẽ như vậy. Anh đóng càng gồng ghềnh thì cái giá trị cước của anh nó càng cao. Dạ. Chính vì vậy đôi khi mình sợ cái gồng ghềnh mà nó lại hại tới cái chuyện. Dạ đúng rồi. Nhiều khi lo chuyện nhỏ mà hư chuyện lớn. Nói vậy. Ở đây có cục đá như cục núi rất là đẹp các bạn. Này giờ đá gì ta? Anh da voi anh. Cái đá đó mình sưu tầm từ một cái bạn ở ngoài miền Bắc. Trần Hùng Hiểu. Quá đẹp. Nói chuyên sưu tầm đá. Thì mình thấy mình thích. Anh dính sâu vô nữa đi anh. Anh dính sâu vô cho. Khổ lắm. Thích thôi. Các bạn chỉ thích thôi. Có một điều mà rất là vui, rất là nghe cũng rất là vui nhưng mà rất là đúng luôn bạn. Những người mà có nhiều đam mê mời môn nào khổ lắm. Khổ môn đó. Cứ môn nào là cứ phải đầu óc lúc nào cũng suy nghĩ về nó, cũng mộng tưởng sẽ được cái này, được cái kia, xong rồi làm kiếm tiền ra để đi đem nó về, xong rồi chăm sóc, chăm bẩm cho nó đủ thứ vấn đề. Mà nhưng mà nói với mấy bạn mình chơi cái này thì mình đâu có hại đâu. Giờ mình không có xa lánh mình. Chơi này ở nhà không à. Chơi ở nhà không à. Cho này thử thủy đây. Đây ở ngoài đây còn một cái khu anh Trung anh để những cái trụ xây chung và xây lớn ở ngoài này ha. Mình cũng sẽ giới thiệu cho các bạn coi luôn. Có một đệ này ngồi ở đây nữa, biểu. Vài bữa mê mèo nữa khổ. Mê mèo ha. Mèo thường thôi. Rồi có hai chiếc có mang con chiếc giới đúng à. Có đúng con chiếc giới bên này à. Còn chiếc nó gặm nó bỏ vô cho cái mỏ trắng trắng cái ghét không. Đây. Chừng nào lai rồng Nam Mỹ hả? Chừng nào được phép em ơi, đường nào có giấy phép mới lai được. Chừng nào có giấy phép mới lai được rồng Nam Mỹ nha. Cậu ba báo. Phước Lâm hả? Anh không có làm dòng cơ bản em ơi. Đây. Đây là những cái mẫu size chung và size lớn. Ôi sao kìa. Ngồi cái cách đó. Nhìn ghiền quá, nhìn thích quá. Rồi, hiểu. Thấy khay mỏng là đẹp nè. Chán men đẹp. Chơi bonsai á các bạn, chơi bonsai á thì khi mà bạn có cây đẹp rồi á, một trong những cái điều mà khó khăn nhất á là đôi khi bạn không tìm được một cái chậu ưng ý cho cái cây của mình. Tại vì cây thì nó có rất là nhiều dáng thế khác nhau. Có dáng bay, có dáng chực, có dáng đổ, có dáng xiên, rồi nhân văn nhân đủ thứ hết trơn á. Thì mỗi cái chậu các bạn thấy chậu nó cũng có rất là nhiều hình dáng để phù hợp với nhiều dáng cây. Có cây cái đế tức là cây rễ á, nó mỏng á, thì chúng ta xài những cái chậu nó mỏng ha, mỏng. Cây nào dày hơn á thì chúng ta phải để dày, nó mới đủ cái rễ để con có sức nó nuôi cây. Hoặc là cây cao hơn nữa thì chúng ta xài những cái này. Đó, nói chung là có rất là nhiều dáng cây, cho nên là cũng có rất là nhiều mẫu chậu để phù hợp. Thì cái khó khăn á là chúng ta sẽ đôi khi chúng ta khó tìm được một cái chậu phù hợp cho nó, giống như khó tìm một cái bộ đồ phù hợp cho chúng ta vậy, kiểu dạng giống vậy. Đó, đôi khi là anh em chơi cây á, ví dụ vô tình đi thấy cái chậu này vừa ý quá, mua về trước để dành đó. Mặc dù cái cây khi mà nó còn là phôi hoặc là nó chưa có thành phẩm á, thì người ta cho nó ở trong cái chậu bình thường thôi, rộng rãi để nuôi cho nó nhanh. Nhưng mà khi nó hoàn thiện rồi, nó gọi là thành phẩm rồi á, người ta sẽ cho nó bận những lên những cái chậu đẹp như thế này để người ta đi show, đi trưng bày chỗ này nọ. Thì ví dụ như cái cây người ta có thể là chưa có thành phẩm đi nữa, nhưng mà người ta sẽ thấy chậu nó vừa ý với người ta quá, vừa với trong cái tương lai gần cái cây đó, khi mà nó hoàn thiện rồi nó sẽ vừa cái chậu này. Rất là hợp luôn. Không phải cái cây nào vô cái chậu nào cũng hợp đâu nha các bạn. Đó, thì người ta thấy cái đó vừa ý quá, người ta sưu tầm để dành trước. Nhiều khi ta mua trước cả chục năm luôn nha. Để cây kia xong ấy là người ta thay vô. Tại cái chậu thì để nó đâu có bị vấn đề đâu. Bảo quản nó rất ok, càng để lâu thì càng có giá trị, nó càng đẹp. Rất là thích luôn. Hôm nay mình đã có dịp tới thăm anh Trung. Thật ra mình quen anh Trung được chắc cũng phải mười mấy năm rồi. Lúc còn chơi cây á, sau khi mình nghỉ cây á, đầu mình qua bên Bò Sát đến giờ luôn. Hiện nay mới có dịp quay lại anh Trung chơi. Thì được vừa rồi được anh Trung dẫn đi giới thiệu với các bạn là những cái chậu của Nhật ha. Cũng như là những cái điểm hay, những cái giá trị của cái chậu Nhật như thế nào. Đó, thì mình gửi đến các bạn. Còn bên này là khu vực đất trồng ha anh. Ừ, này đất trồng của Nhật. Phân. Này phân bón của Nhật. Phân của Nhật đây. Phân bón.
à, phân bón của Nhật. Dynamic. Không, nó là biogon. À, biogon. Organic. À, phân organic luôn. À, còn cái này đó bạn biết là cái gì? Cái này là cái đồ để mình bỏ phân viên phân vô trong này nè. Đâu để mình lấy ra mình mở cái ra mình chỉ cho bạn coi. Đây có thực tế luôn nè, coi thực tế dễ hơn. Đây, xuống đây cái chậu này. Ví dụ như một cái cây mini như thế này mà chúng ta để viên phân nó khơi khơi trên đây vậy nè. Thì chúng ta tưới nó rớt ha, cho nên là cái chức năng của những cái rổ này là người ta nhét viên phân vô đây. Rồi người ta ghim vô đây thì khi người ta tưới á, phân nó sẽ thấm từ từ qua đây. Đó, giờ nó không bị mất viên phân này đi. Đó, nó sẽ cung cấp từ từ chứ nó sẽ tiết kiệm, nó không phung phí ha. Đây là tác dụng của này. Còn mấy cái bao bên này chúng ta thấy đây là những cái viên đất trồng cây của Nhật ha. Cái lợi thế của những cái viên này là nó xốp, nó hút nước bên trong. Đó, nó giúp cho cái rễ cây nó được cung cấp cái độ ẩm cho rễ cây tốt, nhưng mà nó không có bị ẩm ướt quá, chỉnh nước quá. Ví dụ cái chất trồng của Việt Nam mình hay xài là cho chấu sơ dừa thì nhiều khi nó chặt quá ha, cái rễ cây nó không có thở được, cộng với lại nó úng, nó sẽ khó thoát nước, nó úng. Còn cái này các bạn thấy những cái viên nó rất là to nè, nó tạo cái độ thông thoáng nè. Ở đây người ta chụp hình cho các bạn coi đó, tạo được độ thông thoáng để rễ nó có thể thở nè, rồi nước khi mình tưới thì nó sẽ rút đi rất là nhanh, cây nó không có bị úng. Đồng thời là những cái viên này nó có thể hút nước ở bên trong, nó cung cấp cái độ ẩm cho cái rễ cây nó không bị khô đó. Thì cái này là cái công năng của cái chất trồng Nhật. Đây là cũng là những cái viên đất nung nha các bạn, nhưng mà người ta nung với cái nhiệt độ thấp ha. Đó, nhiệt độ thấp nó mềm, nó hút nước được đó. Đây là đất Nhật Akadama. Thì cái này anh em trồng cây chuyên nghiệp thì chắc cũng biết nhiều về cái này rồi. Ok mọi người, đó là những cái chia sẻ coi như là cơ bản của cái bộ môn chơi chậu, cũng như là những cái mẫu chậu của Nhật mà anh Trung ở đây sưu tầm và anh đang kinh doanh. Thì mình chia sẻ với các bạn một chút. Nếu mà các bạn có hứng thú thêm thì các bạn có thể kết nối với anh Trung để mà tìm hiểu thêm. Đó. Ok, còn đằng sau mình là một cái vườn cây bonsai của anh Trung anh chơi. Trong này có rất là nhiều cây lạ đem từ Nhật về và một số cây Việt Nam nữa. Thì mình sẽ tiếp tục sẽ gửi đến các bạn những thước phim tiếp theo sau đây. Chúc mọi người xem clip vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Bye bye.